Đây là cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc. Là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng, có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điểm cực bắc của Tổ quốc, cột cờ Lũng Cú có lịch sử từ rất lâu đời. Được dựng theo mô hình cột cờ Hà Nội, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn, kiến trúc được thiết kế theo hình bát giác. Chân cột cờ có gắn 8 tấm phù điêu đá xanh minh họa cho các giai đoạn thời kỳ lịch sử của đất nước và phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Hà Giang. Phía trên có gắn 8 mặt trống đồng. Nhìn từ phía dưới lên, cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh. Vừa là một di tích lịch sử, lại vừa là điểm cực bắc của Tổ quốc linh thiêng, hùng vĩ, nên trong nhiều năm qua, di tích cột cờ Lũng Cú là điểm đến thu hút nhiều du khách gần xa. Đẹp quá. Trên con đường dẫn lên cột cờ, bạn vừa phải chinh phục 389 bậc đá, vừa ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên ngoạn mục, toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn trùng điệp như một kiệt tác của tạo hóa. Đây là cột cờ Lũng Cú, cột cờ cao quá. Những bản làng mộc mạc như ẩn như hiện. Phía xa hải cầu Hoàn, cong cong hình chữ M, lấp ló dưới màn sương trắng và những ruộng bậc thang uốn lượn. Từ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, bạn sẽ thấy hai hồ nước phía dưới nằm gần đối xứng nhau, được người dân nơi đây ví như mắt rồng, tạo thành bức họa độc đáo. Một bên là làng Lô Lô Trải, một bên là làng Thèn Bản. Nhưng đặc biệt trong lòng cột cờ còn có một cầu thang xoắn ốc 140 bậc. Theo sát lối đi hẹp hắt ánh sáng qua ô cửa nhỏ, bạn như bị hút lên cao theo. Đứng trên cột cờ, cơn gió lộng từ trên đỉnh đầu, vòm trời mở rộng ra, cảnh vật xung quanh trong tầm mắt. Lá cờ tung bay phấp phới sẽ làm bạn như vỡ òa cảm xúc thiêng liêng trong mình. Khi đến đây du lịch, bạn còn có cơ hội mang những lá cờ đỏ của Tổ quốc ngày ngày tung bay trên nóc cột cờ về làm kỷ vật cho chuyến hành trình. Mỗi bậc thang tiến về đỉnh cột cờ mang nhiều cảm xúc khác nhau. Càng lên cao, cảnh quan xung quanh trở nên huyền ảo. Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thỏa thê ngắm nhìn núi non trùng điệp, hùng vĩ, nơi địa đầu Tổ quốc. Tại đây, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc khổng lồ của vùng đất này. Xen lẫn cảnh đẹp kỳ vĩ ấy là những nếp nhà trình tường, những mái ngói âm dương cổ kính bảng làng làn khói. Chợ phiên Đồng Văn nằm trong quần thể phố cổ Đồng Văn. Đây là trung tâm giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa và văn hóa lớn nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn Mèo Vạc. Tọa lạc trên một khu rộng lớn, tổng thể kiến trúc hình chữ U, toàn bộ đều sử dụng bằng vật liệu đá. Khu chợ Đồng Văn từ lâu đã trở thành một nơi hội tụ bản sắc văn hóa của những sắc màu dân tộc, nơi cao nguyên địa đầu phía Bắc này là điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch Hà Giang. Mỗi tuần, chợ họp một phiên duy nhất vào ngày Chủ nhật. Vào ngày chợ phiên, khu phố cổ vốn nhỏ bé tĩnh lặng trở nên náo nhiệt đông vui như một ngày hội với đủ màu sắc rực rỡ của trang phục người Dao, người Mông, Tày, Nùng, Giấy, Lô Lô.
đổ về từ các ngả núi xuống chợ. Họ đem theo những gùi rau, gùi củi, tay dắt lợn, dắt chó. Có người phải đi từ 3 giờ sáng, vượt qua mấy ngọn núi để xuống cho kịp phiên chợ. Nét độc đáo của phiên chợ Đồng Văn ở những mặt hàng mà đồng bào mang đến chợ chủ yếu là nông sản, sản vật trong vùng do họ làm ra. Khác với các phiên chợ dưới xuôi là người ta đến chợ để mua bán, đồng bào đến phiên chợ Đồng Văn ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hóa thì chợ còn là nơi để mọi người giao lưu, gặp gỡ. Đến phiên chợ, thường thì cả nhà cùng đi. Các bà mẹ, người vợ đi chợ để mua sắm. Các ông chồng đi chợ để giao lưu uống rượu, ăn thắng cố, thổi khen. Trẻ em theo bố mẹ đi chơi chợ. Thanh niên nam nữ đến chợ để giao lưu, tìm bạn tình. Đặc biệt là vào các ngày 14, 15, 16 âm lịch hàng tháng, tại khu chợ và phố cổ này còn diễn ra các hoạt động văn hóa sinh động mang đặc trưng riêng của đất và người vùng cao, như là tổ chức cuộc thi chọi chim, trình diễn dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc trong vùng. Chào, chúng tôi đang ở phố cổ của thị trấn Đồng Văn, một trong những phố cổ rất là sầm uất, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Xin chào mọi người. Buổi tối, trong khu phố cổ có một số hoạt động thu hút khách du lịch Hà Giang. Đó chính là những nét văn hóa đặc trưng riêng của phiên chợ vùng cao nguyên cực Bắc này. Xin chào, chúng tôi đang thưởng thức món gọi là thắng rèn. Ở đây là tức là cứ thắng nhưng mà gọi là rèn rèn. Món cháo cực ngon luôn. Đêm Đồng Văn, sương mỏng từ núi cao chuyển xuống, hơi lạnh đủ để du khách so vai bước chậm. Ba dãy chợ cũ xây bằng đá, về đêm vắng lặng, nhưng sáng mai chủ nhật sẽ là rất nhiều hàng quán bán nông sản, thực phẩm, xen lẫn màu váy áo của các bà, các chị người Mông xuống núi. Đêm thị trấn cực Bắc cũng không tiếng còi xe inh tai, không nhốn nháo tiếng người, không tiếng nhạc sập sình trong các quán hàng, mang đến một cảm giác dịu dàng rất đỗi Đồng Văn. Tháng 10, mùa thu lại về trên cao nguyên đá, đúng là Đồng Văn đêm đã đông như hội. Trên mọi con đường trong thị trấn, ô tô, xe máy đậu kín, xe chạy suốt đêm, nhiều chiếc rú ga, hú còi inh ỏi. Trong cái lạnh giá của sương xuống, tôi đã được một người bà con đưa đi dạo chơi và thưởng thức những món ngon đặc trưng ở đây, như món cháo ấu tẩu hay món cháo rèn, và đặc biệt là phở đồng bào. Cũng chính vì những nét đẹp độc đáo được giữ gìn qua nhiều thế hệ, để rồi hôm nay biết bao lữ khách đến với Hà Giang đều có chung tâm trạng là thương nhớ mỗi khi nhắc lại chợ đêm đặc biệt này. Đã lên đến Đồng Văn thì không thể không thưởng thức món cháo ấu tẩu. Tuyệt vời, cháo ấu tẩu Đồng Văn tuyệt vời luôn. Đây là bà chị mình bán hàng nướng ở chợ đêm của Đồng Văn. Đây là ba chỉ nướng tảng này mọi người này.